hãy vỗ tay cho vui lên với chúng ta. Tự do khỏi đau khổ lo sợ. Mùa hạt hãy vỗ tay cho vui lên với chúng ta. Tự do khỏi bao khổ đau. Quý đầy tới Chúa, quý ông bà anh chị em để cùng học lời Chúa. Tôi xin thân ái kính chào tất cả quý mục sư truyền đạo, quý ông bà anh chị em, quý thầy cô ở trong đường lai này. Trong buổi tối hôm nay, và cảm ơn quý vị cho tôi cơ hội để cùng học Kinh Thánh với quý vị. Kính chúc quý vị toàn thể tôi con Chúa. Sống mọi người để hầu việc Ngài. Trước khi hầu việc Chúa cùng học lời Chúa với nhau, xin quý vị cùng hiệp ý với tôi cùng với Chúa. Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha yêu thương của chúng con. Chúng con dâng lời vui mừng tạ ơn Cha trong buổi tối hôm nay. Chúa cho con và tôi tớ con cái Ngài hết thảy được hiệp lại để ca ngợi chúc tụng danh của Chúa, và chúng con có cơ hội để cùng nhau học lời của Ngài. Vì chúng con biết rằng lời của Chúa là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, tháo vào đến đổi, chia hồn linh cốt tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng. Lời Chúa làm cho chúng con được sống lại, là thức ăn nuôi dưỡng tâm hồn của chúng con. Chúa ơi, giờ đây xin dùng huyết Chúa Giêsu thanh tẩy tội chúng con, và xin Thánh Linh của Đức Chúa Trời là thần lẽ thật dạy cho chính con, mỗi người chúng con qua lời Ngài. Xin Chúa hướng dẫn con những điều học được từ Ngài, nói ra anh chị em con để nhận được ơn phước Chúa và nhiều người biết Ngài, tin Ngài. Cầu xin Chúa tế trị ở đây và nhân viên Chúa Giêsu cắt tất cả những điều ngăn trở để chúng con tự do thờ phượng Chúa, học lời Chúa và gần gũi với sự yêu mến Ngài càng hơn và thông công ở trong Thánh Linh trọn vẹn. Chúng con hết lòng đầu Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa quý vị, chúng ta cảm ơn Đức Chúa Trời mà chúng ta đang thờ phượng là một đấng tạo hóa, trí cao,
đấng thánh khiết, công bình và yêu thương. Ngài là đấng chủ thể ở trên muôn loài vạn vật. Ngài dạy dỗ loài người hãy biết kính yêu Chúa, thờ phượng Chúa và sống trong sự vâng theo luật lệ điều răn của Ngài để có một cuộc sống hòa bình, yêu thương và hạnh phúc ở trong gia đình và xã hội từ lúc sáng thế cho đến bây giờ. Nhưng mà ngày hôm nay thế giới chúng ta sống đầy bất an, sợ hãi và hỗn loạn. Tội lỗi gia tăng là vì con người không biết ơn Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa, yêu thương, không chịu hà lòng xuống để thờ phượng Ngài, để mà sống đẹp lòng Ngài. Họ thích sự tự do ở trong ưa muốn của xác thịt và tội lỗi, không vâng theo điều răn luật lệ của Chúa. Và họ chắc chắn sẽ bị Đức Chúa Trời hình phạt đời đời trong hỏa ngục khi Ngài Đức Chúa Giêsu Christ tái lâm để kết thúc thế giới tội lỗi này. Cảm ơn Đức Chúa Trời đã cứu rỗi chúng ta được làm con cái của Ngài và ban cho chúng ta sự cứu rỗi qua Đức Chúa Giêsu Christ là đấng cứu thế. Ban cho chúng ta các điều răn của Ngài đã dạy trong Kinh Thánh để chúng ta biết đường lối của Chúa, ý muốn của Chúa và chúng ta làm theo. Và chúng ta sống trong vương quốc của Đức Chúa Trời là vua. Chúng ta là con của vua trời, con của nước trời, ký thánh của Đức Chúa Trời, ký thánh. Thì chúng ta được làm, được sống một đời sống phước hạnh, đẹp lòng Chúa khi chúng ta có lời của Chúa, vâng theo mệnh lệnh điều răn luật lệ của Ngài. Chúng ta được phước và chúng ta sẽ được gặp Chúa khi Chúa trở lại và được ban thưởng của Ngài. Cảm ơn Chúa qua lời Chúa trong buổi tối hôm nay trong Ti-mô-thê nhất đoạn 6 câu 13 đến câu 14. Khi nãy cô Hoa có đọc cho chúng ta, tôi xin phép đọc lại một lần nữa. Trước mặt Đức Chúa Trời là đấng ban sự sống cho mọi vật, và trước mặt Đức Chúa Giêsu Christ là đấng làm chứng tốt nơi Pôn-sơ Phi-lát, ta khuyên con phải giữ điều răn ở cho không vết tích và không chỗ tích được cho đến kỳ sự hiện ra của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Chúng ta sẽ cùng suy nghĩ ba điều. Thứ nhất, điều răn là gì? Thứ hai, tại sao chúng ta phải giữ điều răn? Thứ ba, làm thế nào để giữ điều răn của Chúa? Bây giờ chúng ta cùng suy nghĩ. Điều thứ nhất, điều răn là gì? Thưa quý vị, trong một đất nước muốn có một sự bình an thì nước nào cũng có một cái thể chế, có một điều lệ, một điều luật đưa ra để cộng đồng dân chúng tuân theo dưới quyền của một vị lãnh đạo đất nước, hay là trong một trường học hay trong một cái tổ chức đều phải có một cái luật lệ để giữ cho được an bình và sự hòa thuận với nhau và công việc được tốt đẹp. Đó là đối với con người. Nhưng mà chúng ta biết con người học đó ở đâu? Điều mà ngày nay con người có những kỷ luật, có những cái luật pháp đó là từ Đức Chúa Trời đã ban cho con người từ ban đầu. Và Ngài, khi Ngài sáng thế giới này, Adam Eva trong vườn Eden, chúng ta thấy trước khi sáng tạo Đức Chúa Trời đã làm thế giới này trong 7 ngày, Ngài cũng quyết định từng ngày, mỗi ngày làm theo một thứ tự của Chúa sắp xếp. Và tất cả những cái quy luật ở trong vũ trụ chúng ta đang sống đây đều ở trong sự sẽ trị của Đức Chúa Trời. Và chúng ta thấy có một ngày là 24 tiếng đồng hồ. Thì quả đất có một chu kỳ quay vòng tròn, nửa là ban ngày, nửa là ban đêm. Và quay thêm một chu kỳ 24 tiếng như vậy. Mà nếu nó quay chặt một chút, không đúng chu kỳ, thì quả đất này chúng ta sẽ bị xáo trộn vào. Chắc là chúng ta sẽ rất là nguy hiểm. Cho nên luôn luôn có một bàn tay vô hình che chở và sắp xếp cái quả đất này ở trong trật tự. Đức Chúa Trời chúng ta là đấng Chúa của sự hòa bình trật tự. Cho nên Ngài đã để trị cái thế giới này trong một sự trật tự. Chúng ta cảm ơn Chúa. Và từ đó Đức Chúa Trời cũng dạy cho cuộc sống Adam Eva là hai người đầu tiên trên thế giới bắt đầu một cuộc sống trật tự ở trong vườn Eden dưới sự trị của Chúa, trước phước của Chúa, rồi
tự trong đời sống của người tiếp theo sau đó, từ thời cựu ước cho đến tân ước, đến hiện đại chúng ta đang sống bây giờ, vẫn trong một tập thể của thế giới mà Ngài quy định. Chúng ta không thấy Ngài, chúng ta không biết Ngài hết, chúng ta chưa hiểu được Đức Chúa Trời trọn vẹn. Nhưng mà chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời là một việc cao cả, là Ngài thế trị trên cả thế giới này. Cho nên khi chúng ta nhìn bầu trời thì bày tỏ được công việc của Ngài, những điều Chúa đang làm việc. Và điều răng mà chúng ta biết ở trong cái chữ này nghĩa là commandment, thì chúng ta hiểu là trong cái thời cựu ước cái chữ này nghĩa là điều răng, lời dạy bảo. Điều răng ở trong cựu ước có 181 lần nói đến. Và trong tân ước thì cái chữ điều răng là có một ý nghĩa là cũng là lời răng dạy, tiêu chuẩn, đạo đức, đạo lý, quy tắc, giáo lý. Tất cả những cái từ ngữ về điều răng là chúng ta hiểu là có một cái sự quy tắc, một cái tiêu chuẩn mà Đức Chúa Trời đặt ra mà muốn con người phải làm theo. Cái điều đầu tiên là xảy ra cái chữ điều răng đó là trong sáng thế ký đoạn 26:5. Là khi mà Đức Chúa Trời, chúng ta biết Đức Chúa Trời đã có một cái quy luật cho thế giới, cho con người từ Adam đến Eva đến thời Noe, đến thời Abraham, thì tất cả mọi người đều phải vâng theo mạng lệnh của Ngài để sống trong sự bình an và hạnh phúc, vì Chúa là đấng tạo hóa thể trị trên muôn loài vạn vật, và sự sống của cho Ngài cũng sự trong tay của Ngài, cùng quyền tất cả chết sống trong tay của Ngài, ban phước cũng trong tay của Ngài. Cho nên lúc đó Adam chúng ta thấy phạm tội, và các Chúa Eva cũng vậy, nhưng Đức Chúa Trời đã vẫn tiếp tục hướng dẫn và cai trị cái thế giới này đi trong cái sự thứ tự thật tự của Ngài, bằng sự dạy dỗ của Ngài, và mọi người phải vâng theo để được cuộc sống bình an hạnh phúc. Abraham là người đã yêu mến Chúa, đã vâng lời Ngài. Cho nên khi mà Abraham chết đi, đứa con còn sống là Isaac, thì Đức Chúa Trời đã nói gì với Isaac? Chúa nói với Isaac là Chúa sẽ tiếp tục ban phước cho Isaac, vì Abraham đã vâng lời Ta và giữ điều Ta phán dạy, lệnh, luật và lệ của Ta. Như vậy chúng ta thấy cái cuộc đời của con người từ cha đến con tiếp tục nối theo cuộc đời mà làm theo điều răn thì chắc chắn sẽ được phước trọn đời. Và rồi chúng ta thấy khi mà Chúa dẫn dân Do Thái ra khỏi nô lệ Ai Cập thì họ được đến vào, trước khi vào đất hứa họ đến núi Sinai. Tại đây thì Chúa có một kết ước với họ là một giao ước có điều kiện, tức là Chúa muốn họ trở thành một dân tộc mà trở thành là nước thầy tế lễ, dân việc binh thánh cho Chúa. Thì có một điều Chúa muốn họ đó là phải vâng giữ lời Chúa và giữ giao ước của Chúa. Cho nên Chúa có nói với họ ở trong sách Ê-díp-tô ký, chúng ta thấy rằng một sự kết ước về một cái dân là Chúa cứu ra khỏi nô lệ, cũng như Chúa cứu chúng ta ra khỏi tội lỗi, ma quỷ, cai trị, thì cuộc đời chúng ta phải kết ước với cái đấng mà cứu chúng ta, đó là Đức Chúa Trời. Thì bây giờ trong sách Ê-díp-tô ký đoạn 19:5, vậy bây giờ nếu các ngươi vâng lời Ta mà giữ sự giao ước Ta, thì trong muôn dân các ngươi sẽ thuộc về riêng về Ta, và cả thế giới đều thuộc về Ta. Các ngươi sẽ thành một nước thầy tế lễ cùng một dân thánh cho Ta. Bây giờ lời đó ngươi sẽ nói lại cùng dân Israel. Chúa nói với Môi-se và Chúa biểu Môi-se nói lại cho dân sự vậy. Cho nên từ đó trở đi mà Chúa dạy họ tiếp là họ phải giữ điều răn, và sau đó Chúa ra ban một cái luật pháp, một 10 điều răn chính tay của Ngài viết trên hai bản đá tại núi Sinai, và Chúa giao cho Môi-se đem về để dạy cho dân sự. Và Chúa cũng nói kèm theo những cái điều tiếp theo ở trong sách luật lệ ký, thì Chúa cũng có nói thêm nữa, chúng ta thấy rằng Chúa biểu họ là luôn luôn có cái mạng lệnh là ngươi hãy làm, ngươi phải làm, hãy cẩn thận làm theo, hãy chăm chỉ làm theo, và dân sự phải lắng nghe, phải làm theo, phải giữ lấy thì mới được phước. Còn nếu mà không làm, gọi là không làm, tức là họ sẽ bị hình phạt. Cho nên Chúa cũng nói là ngươi chớ làm, Chúa ngăn trở, đó là những mạng lệnh mà Chúa biểu họ phải làm. Cho nên khi mà ở trong Kinh Thánh, Chúa có nói nhiều điều với dân Do Thái, khi mà trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 28,
thì phước lành sẽ ban trên họ khi họ làm theo điều ơn Chúa. Nhưng mà những điều mà hình phạt nó cũng đi theo xe họ nếu mà họ không có làm theo điều răn của Chúa. Nếu chúng ta đọc thì chúng ta cũng thấy có rất nhiều điều Chúa ban phước cho dân Do Thái cũng như những người mà tin tín làm theo điều răn của Chúa, luật lệ của Chúa thì Chúa đều chúc phước. Và dân Do Thái là hiện tại là nước Israel, là chúng ta cũng là cái dân này xưa gọi là Israel mà chính là dân Do Thái của Chúa, là đó là dân tộc mà Chúa cứu từ cái dòng của Abraham đến cái đời bây giờ. Cho nên họ vẫn là người được phước, mặc dầu họ bị hình phạt vì cớ vì họ không làm thì điều răn Chúa, họ thờ hình tượng, họ chống đối Chúa, họ không có vâng lời Chúa, họ bị lưu đày, nhưng mà Chúa cũng thương đem họ trở về khi họ ăn năn, để chúng ta thấy rằng Chúa là Đức Chúa Trời rất là yêu thương và thành tín với dân sự của Ngài và đối với tất cả những người thờ phụ Ngài. Cho nên tôi đọc những cái câu mà Chúa muốn họ cũng như chúng ta ngày nay là có mục đích, là cái điều răn là để làm cái gì, để cho chúng ta được sự sống và chúng ta làm theo và chúng ta được phước cuộc đời của mình hiện tại và đến mai sau con cháu được phước nữa và được vào đất hứa Canaan. Rồi hậu đó họ đi đất hứa là họ đi lưu đày 40 năm trong đường vắng là vì cơ họ vô tín, nhưng mà Chúa dẫn họ đi mãi đến đất hứa Canaan, là bây giờ họ đang sống là nước Do Thái, đó là điều Chúa đã hứa làm trọn. Và này là điều răn luật lệ và mạng lệnh mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã phán dặn ta dạy lại cho, để các ngươi làm theo nó trong xứ mà các ngươi sẽ đi vào nhận lấy, hầu cho ngươi kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi trọn đời, ngươi và con cháu ngươi phân giữ các luật lệ và điều răn của Ngài mà ta truyền cho ngươi, để cho ngươi được sống lâu ngày. Hỡi Israel, ngươi hãy nghe lấy và cẩn thận làm theo, hầu cho ngươi được phước và thêm nhiều trong số đường sữa và mật, y như Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ ngươi phán hứa cùng ngươi. Hỡi Israel, hãy nghe, Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta là Giê-hô-va cái một không ai. Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính đến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Rồi còn trách nhiệm là không những hết lòng hết ý thưa phụ Chúa mà còn làm gì nữa, là phải dạy lại cho con cháu các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay, sợ tại trong lòng ngươi khá âm còn dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi, và phải nói đến hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm hay là khi trỗi dậy, khá được nó trên tay mình dùng một dấu, và nó sẽ ở giữa qua hai con mắt ngươi như ống chỉ, cũng phải viết các lời đó trên cột nhà và trên cửa người. Như vậy thì ở đây nói điều răn của Chúa là mình phải hiểu ở đây không phải là chỉ 10 điều răn là ở trong Kinh Thánh đã xuất hiện cái đoạn 20, mà còn nói hết tất cả những cái luật lệ trong luật pháp trong Kinh Thánh. Ở đây điều răn còn ý nghĩa là một giao ước của Đức Chúa Trời, như một giao ước Đức Chúa Trời đối với dân Do Thái với chúng ta. Nhưng mà điều răn này cũng là luật pháp, lời Chúa dạy cho chúng ta. Cho nên toàn thể lời Chúa được cũng gọi là điều răn cho chúng ta. Cho nên chúng ta thấy nếu ai làm theo thì người đó được phước, và không làm theo thì chắc chắn sẽ gặp những cái sự không phước lành. Đó là điều Chúa nói về điều răn. Cho nên chúng ta thấy trong dân Do Thái khi họ đi vào trong đồng vắng, họ gặp những nguy hiểm thử thách, thì Chúa cũng nói họ gì? Nếu ngươi chăm chỉ nghe lời Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi và làm theo sự ngay thẳng trước mặt Ngài, lắng nghe các điều răn và giữ mọi luật lệ Ngài, thì ta chẳng giáng cho ngươi một trong các bệnh nào mà ta đã giáng cho xứ Ê-díp-tô, vì ta là Giê-hô-va Đức đấng chữa bệnh cho ngươi. Xuất Ê-díp-tô ký đoạn 15 câu 26. Đó thì chúng ta thấy Đức Chúa Trời rất thành tín với những kẻ làm theo điều răn của Ngài. Và trong lời của Chúa cho chúng ta thấy mục đích điều răn là để chúng ta kính mến Chúa, chúng ta được sự sống, chúng ta được sự khôn ngoan thông sáng, chúng ta canh giữ linh hồn của mình được đẹp lòng Chúa thánh khiết, chúng ta nhận phước hạnh, rồi chúng ta sẽ đi vào đất hứa, đất là đến gặp Chúa trong thiên đàng. Như Do Thái đã vào đất hứa Canaan. Rồi điều răn của Chúa là lời Chúa, là tổng cộng hết lời của Chúa, mạng lệnh của Chúa, chứ không hẳn là một cái điều răn là 10 điều răn. Trong 10 điều răn mà chúng ta học, chúng ta thường thấy là chút nữa tôi sẽ nói thêm cái vấn đề hơn,
rõ hơn một chút về 10 điều răn đó có những cái gì. Nhưng mà ở trong Kinh Thánh, Chúa nói chúng ta rằng Thi Thiên 119 câu 160, sự tổng cộng lời của Chúa là chân thật, các mạng lệnh công bình của Chúa còn đời đời. Tức là kể hết tất cả lời Chúa là những mạng lệnh điều răn mà chúng ta phải làm theo, và lời Chúa còn lại đời đời. Dẫu cỏ khô hoa rụng nhưng lời Chúa vẫn còn lại đời đời, lời Chúa không thay đổi. Và Chúa Giêsu đã đến thế gian để làm trọn luật pháp, lời tiên tri. Cho nên những người sống con cái Chúa thì phải tuân thủ theo lời của Chúa mới được phước hạnh. Lời Chúa ngày xưa Chúa ban cho dân Do Thái, Chúa ban cho những người làm cha làm mẹ dạy con cái, Chúa ban cho những vị vua để cai trị đất nước. Lời Chúa là những điều răn mà luật lệ Chúa cũng cho những người thầy giáo khôn ngoan để dạy về cho những học sinh để biết Chúa. Và điều răn của Chúa thì không phải là xa quá, không phải là khó quá làm được, nhưng mà chúng ta phải biết làm sao, chúng ta phải nhờ Chúa mới có thể làm được điều đó. Là chúng ta sẽ tìm hiểu thêm làm sao để chúng ta nhận được cái điều phước hạnh như vậy. Bởi vì chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu đến thì Ngài nói rằng Ngài không có phá điều răn, nhưng mà Ngài làm gì? Ngài làm trọn luật pháp. Ngài nói rất là rõ và Ngài tóm lại ở trong cái điều răn. Ngài nói cái điều răn mà hai điều lớn nhất trong cái 10 điều răn đó, tức là điều mà Chúa muốn nói ở đây là Chúa nói cho chúng ta nữa. Ngày xưa Chúa dạy cho các môn đồ dân Do Thái, Ngài cũng dạy chúng ta Mác đoạn 12 câu 19 đến câu 31. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: này là điều đầu nhất, hỡi Israel, hãy nghe, Chúa Đức Chúa Trời chúng ta là Chúa có một, ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Này là điều thứ hai, ngươi phải yêu kẻ lân cận như mình, chẳng có điều răn nào lớn hơn hai điều đó. Thật vậy, ở trong điều răn của Chúa chúng ta đọc, chúng ta thấy có 10 điều. Chúng ta đang nói về 10 điều răn, thì nếu phân nói ra những 10 điều răn thì có 10 điều, nhưng mà 4 điều đối với Chúa là lớn nhất, là phải yêu Chúa. 4 điều đó là gì? Thứ nhất là cái thờ một mình Đức Chúa Trời, là một duy nhất Chúa là đấng chân thần, không thờ một người nào ngoài Đức Chúa Trời. Bởi vì Chúa tạo nên chúng ta phải có yêu mến và thờ phục cái đấng tạo hóa đó. Nhiều người nói tới trời, biết có trời ta cả nhưng không thờ trời, đó là vô ơn, đó là đi trong cái sự chống lại Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa con người của mình, và yêu thương, chăm sóc, làm mưa, làm nắng và bảo vệ mình cho đến ngày nay. Rồi, chúng ta hãy cái điều thứ hai là không làm thần tượng, không quỳ lại các hình tượng, dù thượng hoặc ở trên trời dưới đất hoặc ở đâu, có người hay đúc tượng hình ra để thờ, và thờ cả những cái tạo vật Chúa tạo nên ở trên trời và đến dưới đất, cũng tìm cách dụ như mặt trời, mặt trăng, ngôi sao, là những thiên sứ hay là những con người dưới đất thờ ông bà cha mẹ tôi tiên thờ như thế, thờ và lấy gỗ đá hình để tượng hình ra mà thờ. Nhưng mà Chúa kỳ tà, Chúa ghét sự thờ hình tượng đó. Vì Chúa nói rằng nếu ai mà thờ hình tượng đó, tức là những người đó Chúa sẽ phạt con cháu họ. Đó, đến mà Chúa phạt con cháu họ, phạt đến 3-4 đời, những người mà chống lại Chúa. Nhưng mà Chúa phạt là những người thờ hình tượng sẽ ở trong hồ lửa ở đời đời trong tương lai. Nhưng mà ai yêu mến Chúa và giữ điều răn Chúa và thờ phượng Ngài thì Ngài sẽ ban sự sống lâu dài, bình an, phước hạnh. Cho nên đó là điều chúng ta không làm, điều là không nên thờ hình tượng. Điều thứ ba là không lấy danh Chúa làm trời. Chúng ta thấy con người dưới đời này họ hay dùng những thề thốt, lấy danh Chúa nói tự nhiên mà không sợ ai, hứa với Chúa mà không thề, không có hoàn nguyện, hoặc là lấy Chúa để danh Chúa để mà ra hứa một điều gì với con người, họ coi thường, rồi họ chỉ trời chỉ đất chỉ đầu với họ thờ. Nhưng mà Chúa nói không có thề dối, phải không được nói sự dối và cũng không được dùng danh Chúa để mà làm chơi giữa con người, và hãy kính sợ Chúa và tôn thờ Chúa. Nhiều người họ lấy danh Chúa họ phỉ báng danh Ngài, hiện nay người ta coi thường Chúa. Nhưng mà Chúa nghe hết, Chúa trên trời người lắng nghe và nhìn thấy hành động của con người, và Chúa sẽ hình phạt những cái người kiêu ngạo, chống đối và xúc phạm đến danh của Ngài. Và ở đây chúng ta thấy là ở trong tất cả những điều mà Chúa dạy đó là ở trong Ma-thi-ơ đoạn 5, Chúa Giêsu đã giải bài
chúng ta có thời gian đọc để hiểu thêm, thì chúng ta không có thời gian để giải nghĩa hết những điều răn. Nhưng mà chúng ta thấy Chúa đã giải nghĩa rất là rõ ràng khi Chúa Giêsu đến thế gian và Ngài nói rằng Chúa đến để làm trọn luật pháp và lời tiên tri. Và điều thứ tư là Chúa nói Ngài nghĩ là nay Ngài thánh. Ngày xưa Chúa làm việc 6 ngày trong sự tạo thế giới. Ngày thứ bảy Chúa nghỉ và Chúa muốn con người dành thời gian đó là ngày thánh để nghỉ ngơi, sức khỏe bổ lại cho con người, cho mọi vật là những con vật. Và Chúa cũng muốn mình dành thời gian đó để thờ phượng Chúa nữa. Nhưng thế giới ngày nay thì chúng ta thấy rằng ngày nay chúng ta thường ngày Chúa Nhật, hồi xưa nói là sa bát, nhưng mà sau khi Chúa Giêsu sống lại thì ngày thứ nhất thì lấy ngày đó là ngày thờ phượng Chúa, và ngày thứ nhất là ngày Đức Thánh Linh giáng lâm trong ngày lễ mỗi tuần, và ngày này Chúa cũng mặc khải cho ông dân gọi là ngày của Chúa ở tại đảo Bát Mô. Cho nên chúng ta thấy hội thánh đầu tiên bắt đầu nhóm ngày Chúa Nhật thì có một tuần, có một ngày chúng ta dành cho Chúa, thả hết lòng thờ Chúa, đừng có làm việc riêng của mình. Mình sẽ được Chúa chúc phước từ ngày đó. Rồi đó là những điều Chúa muốn con người được phước. Nhưng mà điều sau, sáu điều sau là mình thấy rất là rõ ràng đối với con người là Chúa biểu yêu người là hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho. Ngày nay chúng ta thấy có nhiều người họ coi thường cha mẹ, họ phỉ báng, họ hại cha mẹ nữa, họ không hiếu trọng. Nhưng Đức Chúa Trời sẽ hình phạt những con người như vậy. Đạo tin lành luôn luôn đức tin kính Chúa và yêu người, mà yêu cái người đầu tiên ở trong cái đạo giáo của con người, mà làm người đó điều thiêng thứ nhất của con người đó là phải hiếu kính cha mẹ. Hiếu kính cha mẹ là điều thứ nhất trong điều răn đối với con người. Cho nên vì cha mẹ là người sinh thành, người Chúa giao có trách nhiệm dạy dỗ con cái phải kính trọng cha mẹ và hiếu thảo với cha mẹ. Rồi cái điều thứ tiếp theo, điều thứ sáu là tiếp theo là chúng ta thấy là Chúa nói với chúng ta ở trong điều răn. Tiếp theo chúng ta thấy Chúa dạy cho chúng ta là tiếp theo ở trong sách Kinh Tô Ký đoạn 20 và câu thứ sáu. Tiếp theo là chúng ta thấy nói rằng Chúa nói khi Chúa giết người, giết người là yêu người thì thương những người xung quanh thì phải quý trọng họ như chính thương thân mình. Vì Chúa nói yêu người ta như yêu như Chúa yêu mình thì không được đụng đến, xúc phạm đến họ, vì con người là mang hình ảnh Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta chửi mắng họ, và Chúa Giêsu giải nghĩa chúng ta mắng họ đồ điên đồ khùng hay là chúng ta ghét họ, tức là chúng ta đã phạm tội giết người rồi. Cho nên chúng ta phải quý trọng những người xung quanh. Và tiếp theo là chớ phạm tội tà dâm. Tà dâm thì chúng ta thấy là Chúa Giêsu dạy cho mấy chúng ta là nhìn con người xung quanh mà người đàn ông động tình tham muốn mà người đó không phải vợ mình, và người nữ động tình bằng người nam khác mà không phải chồng mình, tức là có một ý tưởng tà dâm cũng là tà dâm. Và tà dâm ở đây có hình thức chúng ta hiểu hai người sống chung không có một hôn nhân bất hợp pháp, mà thế giới bây giờ người ta rất là nhiều chuyện đó, đó là tà dâm. Mà đây ý nghĩa của tâm đây là nói về sự ngoại tình, tức là một sự người có gia đình mà đi ân một người khác, còn ngoài hôn nhân là phạm tội ngoại tình, là tà dâm ngoại tình, thì đó là phạm tội, là Chúa nói rằng Chúa sẽ đoán phạt kẻ dâm dục và kẻ ngoại tình ở trong Hê-bơ. Cho nên là phải chung thủy hôn nhân, một nam một nữ, một vợ một chồng, một trai một gái, không phải là hai trai hai gái là vợ chồng, nhưng mà một nam một nữ, một vợ chồng chính liếu trọn đời và không chia lìa, không ly dị. Đó, đấy là Chúa nói như vậy. Và bây giờ cái tiếp theo là chớ trộm cắp, tức là con người thì thích những gì của người khác mà không phải của mình, thì đó là mình đã phạm tội là tà dâm rồi. Mà những gì mà mình lượm được không phải của mình cho của mình, không trả lại cho người ta và cũng giữ, thì đó là mình cũng là tham lam. Đó là hình thức là trộm cướp. Và trộm cướp có nhiều cái khác nữa, ví dụ như mình gian lận trong vấn đề mình làm việc, mình không thành thật, hay có những điều kinh thánh thì nói là có những người trong vấn đề không dân phần người là giống như phạm tội ăn cắp là trong dân Do Thái. Nhưng mà bây giờ mỗi chúng ta đều dân hiến theo ý muốn của Ngài, nhưng mà chúng ta thấy nếu mà ai trộm cướp thì phải đền bù lại những cái điều mình đã làm sai với con người theo như cái luật của kinh thánh Chúa dạy cho Do Thái cũng như chúng ta. Đó, một người tin Chúa phải thành thật và không gian dối, và không nói dối
hả? Vì nói dối là thuộc về ma quỷ, cho nên không làm chứng dối, đó là điều thứ 9. Một ngoài hình thức nói dối để có tội, nói dối để mà được lợi, nói dối để mà cho người khác bị hại là cũng có tội. Nói dối một nửa, thầm thật có một nửa cũng là gian dối. Cho nên Chúa nói rằng phàm những kẻ có dối, tất cả phàm là mọi kẻ nói dối đều ở trong hồ có lửa, trong Hải Quyền đoạn 21 câu 8. Cho nên chúng ta thấy điều răn của Chúa rất khó, phải không? Đó. Và bây giờ tiếp theo nữa là Chúa nói ở đây thế giới cũng có nhiều người, chúng ta biết họ lừa dối con cái Chúa, họ nói sai lời Chúa, họ lừa dối đi đường sai và mất đức tin, cũng là lừa dối, là tin giả, là cũng là giả dối. Những kẻ giả dối, những kẻ thuật sĩ và những người mà phù phép, những cái người mà bới quẻ, những cái người nói dối, những kẻ hình tượng, kẻ tà dâm đều ở đâu? Ở ngoài thiên đàng và ở trong hồ có lửa đó. Rồi những kẻ tham lam, đó là cũng thành phần giống như vậy. Rồi cuối cùng thứ 10 này Chúa nói là không tham của người khác. Người khác là của họ, nhưng mà mình đến mình thấy họ có cái gì hơn mình, mình muốn lại người ta, và mình đứng ở đây mình nhìn qua cái bên kia để mình muốn cho được cái gì bằng nhà của họ, bằng vợ của họ, bằng gia đình của họ, hay là tôi tới những việc thuộc của người kia, và làm sao để mình cướp cho được, chiếm đoạt cho được cái điều đó. Đó là người gọi là tham nhà của kẻ lân cận. Người nhiều người họ đã có một ý định như vậy rồi, họ như thế họ chiếm giành một cái địa vị, cũng bằng lòng để họ làm những điều ác, để họ làm điều đó. Đó là điều Đức Chúa Trời đón phạt. Đó là mình nói về 10 điều răn, mà tất cả tổng cộng lời Chúa là rất là nhiều điều dạy dỗ thầy Chúa đã nói. Nhưng mà có một điều đặc biệt chúng ta thấy là con người mình không có ai làm được những điều đó trọn vẹn. Nhưng mà khi Chúa Giêsu đến thì Ngài đã nói về điều răn của Ngài. Ngài nói cái điều răn, Ngài tóm lại là chính Chúa yêu người. Thì có một người họ hỏi Chúa là làm sao tôi được sự sống đời đời. Chúa nói bây giờ ngươi về ngươi làm hết 10 điều răn đi. Thì ông nói rằng tôi làm được hết, cái người trai trẻ nói như vậy. Nhưng mà có một điều Chúa biểu là ngươi bán gia tài để cho kẻ nghèo. Thì ông buồn lắm, ông không thể nào làm được, ông phải bỏ đi. Cái điều mà Chúa nói ở đây là tình yêu thương. Chúng ta thấy tình yêu thương là điều quan trọng, là điều răn mới mà Chúa nói cho chúng ta. Bây giờ chúng ta thấy ở trong điều răn của Chúa nói rằng điều ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi hãy yêu nhau như ta đã yêu các ngươi. Thế nào thì các ngươi hãy yêu nhau, thì ấy nếu các ngươi yêu nhau thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ xin nhận biết các ngươi là môn đồ ta. Răn đoạn 13 câu 34 đến câu 35. Khi Chúa Giêsu đến, Ngài làm trọn luật pháp. Tại vì sao? Vì con người chúng ta không thể tự cứu lấy mình, không thể làm trọn được 10 điều răn. Chúa Giêsu là đấng trọn vẹn, là đấng vô tội đến thế gian để chấp nhận sự chết, chuộc tội cho chúng ta trên thập tự giá. Và Ngài là đấng làm trọn luật pháp của Đức Chúa Trời. Trong sự bị chuộc tội là Ngài phải trả cái giá để cứu chúng ta trên thập tự bằng sự chết của Ngài. Đền tội đó là sự công bình của Đức Chúa Trời. Nhưng Ngài cũng là đấng làm trọn luật pháp để mà cứu chuộc những kẻ không thể làm trọn luật pháp được là chúng ta. Cho nên chúng ta sẽ học cái điều đó. Chút nữa chúng ta sẽ người biết rằng chúng ta cần Chúa Giêsu mới làm được 10 điều răn. Nhưng mà điều răn Chúa muốn nói ở đây là yêu Chúa yêu người. Thì làm sao chúng ta yêu Chúa được? Làm sao chúng ta yêu người được? Mà điều răn mới Chúa ban cho là yêu người khác như Chúa yêu chúng ta. Như vậy thì đây là một điều mà Chúa đòi hỏi chúng ta. Ngày hôm nay chúng ta có yêu Chúa thật sự không? Chúng ta có muốn làm theo điều răn của Chúa không? Nếu chúng ta không giữ, không làm theo điều răn Chúa, thì chúng ta chưa thật sự có một mối liên hệ với Chúa. Thật sự chưa là một người được tái sanh để làm theo lời của Chúa và sống cho Chúa. Bây giờ, lý do mà chúng ta phải làm theo điều răn của Chúa. Đây có những cái lý do tại sao chúng ta là con của Chúa. Chúng ta phải bắt buộc phải làm theo lời điều răn của Chúa. Bởi vì thứ nhất là chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời Ngài là đấng chủ sẻ và phán xét. Khi chúng ta đọc cái câu Kinh Thánh hồi nãy, chúng ta thấy điều Chúa nói ở đây là gì? Ở trong Ti-mô-thê cho chúng ta thấy rõ ràng là ở đây câu thứ 13, trước mặt Đức Chúa Trời là đấng ban sự sống cho mọi vật, và trước mặt Đức Chúa Giêsu Christ là đấng làm chứng tốt nơi Pôn-sơ-phi-lát ta khuyên con. Trước mặt tức là cái chữ trước mặt có nghĩa
là một sự hiện diện, cái chữ là đối diện với một cái đấng nào đó, là một sự hiện diện của một cái đấng tối cao mà mình đang phải đối mặt, mình sẽ phải đối diện một cái đấng đó để mình chịu cái sự là phán xét hay là ban thưởng. Ở đây là một cuộc đời con người khi được vui phước hạnh là nhờ có Chúa hiện diện. Nếu mà không có Chúa hiện diện, con người đó hầu như đi ở trong sự bóng tối và sự đau khổ đời đời. Cho nên trong Kinh Thánh có nói rằng trong Thi Thiên họ có giải thích là trước mặt Chúa có trọn sự khoái lạc, tại bên hữu Chúa có điều vui sướng vô cùng. Trong Thi Thiên 16 trong Thi Thiên 16 có nói điều đó. Thì khi Chúa giấu mặt thì con người bối rối sợ hãi vì có sự chết đi đến với con người. Hôm nay chúng ta cần sự hiện diện của Chúa, nhưng mà sự hiện diện chúng ta phải kính sợ Chúa, bởi vì Chúa là đấng chủ thể. Ở đây nói rõ rằng Chúa là đấng ban sự sống cho mọi vật. Chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời tạo nên con người và Ngài ban sự sống cho mọi loài, bởi vì Chúa là đấng hằng sống. Kinh Thánh nói rõ rằng chúng ta biết rằng Ngài là Đức Chúa Trời, là đấng hằng sống. Ngài là ai? Chúng ta nói, chúng ta nghe lời Chúa phán rằng: ngươi không biết sao, không nghe sao, Đức Chúa Trời hằng sống, là Đức Giê-hô-va là đấng đã dựng nên các đầu cùng đất, chẳng mỏi, chẳng mệt, sự khôn ngoan Ngài không thể dò. Ê-sai 40 câu 28. Thật, chỉ có Chúa là đấng hằng hữu, tự hữu, hằng hữu, là Đức Chúa Trời tạo thế giới. Ngài đã có, hiện có và còn đến đời đời. Ngài đã tạo chúng ta từ bồng mẹ, Ngài gánh vác để bồng ẵm chúng ta ra, rồi Ngài chăm sóc cho đến đầu ra các mặt, tiếp tục bồng ẵm và gánh vác. Và Ngài cũng là đấng cứu Chúa của muôn mọi loài. Ngài yêu thương, Ngài chăm sóc chúng ta. Cho nên ngày nay mà chúng ta ở đâu, chúng ta tại sao có mặt trên nước Mỹ này, tại sao chúng ta ở tại cái thành phố này, tại sao chúng ta có một cuộc sống là có một cái sự an bài, cái đó là do Đức Chúa Trời quyết định. Cho nên Kinh Thánh có nói rằng Ngài là đấng ban sự sống hơi thở cho muôn vật mọi loài. Ngài đã làm cho muôn dân sinh ra chỉ bởi một người và khiến ở khắp trên mặt đất, định trước thì giờ đời người ta cùng giới hạn của ở, hầu cho tìm kiếm Đức Chúa Trời và hết sức giờ tìm cho được, dẫu Ngài chẳng ở xa mỗi một người trong chúng ta. Vì trong Ngài chúng ta được sống, động và có, y như xương. Và một vài thiên nhân của các ngươi có nói rằng chúng ta là dòng dõi của Ngài. Công vụ đoạn 17, câu 24, câu 28. Chúng ta có thời gian sẽ coi thêm cái đó. Vì cớ rằng ngày hôm nay Chúa quyết định cuộc đời con người, cho nên chúng ta sống chết đều trong tay của Chúa. Mà chúng ta cũng cảm ơn Chúa rằng vì Đức Chúa Giê-xu Christ mà Ngài là đấng ban cho chúng ta. Cái lý do thứ hai là vì chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời, Ngài là đấng chế trị trên muôn mọi điều, thì Ngài cũng là đấng phán xét mọi điều, phải không? Ngài sẽ phán xét mỗi con người chúng ta tương lai, bởi vì loài người đều đã phạm tội trước mắt sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Cho nên khi qua đời, mỗi người đều phải đứng hầu trước tòa án phán xét của Chúa. Mà bây giờ Chúa không muốn chúng ta bị chết, cho Ngài đã ban Chúa Giê-xu đến. Cho nên là đây nói rằng ông Phaolô ông kêu gọi ông Timôthê hãy biết rằng Chúa là đấng đang chế trị trên muôn điều, và Chúa sẽ phán xét mọi điều ở trên thế gian này. Cho nên con phải có một đời sống. Và đời sống làm gì? Đời sống phải ông cả nói là hãy tránh những điều đó đi, là bỏ những điều tội lỗi để sống điều công bình trên cánh đất, trên yêu thương, nhịn nhục mềm mại, và hãy chiến đấu với đức tin mà tuần đời chúng ta đã học. Tức là hãy vì đức tin mà đánh sự sống, bắt lấy sự sống đời đời mà sự con đã được gọi đến, và vì đó mà con đã được làm chứng tốt trước mặt nhiều người chứng kiến. Rồi đến cái điều tiếp theo hôm nay là ông biểu, vì vậy con phải giữ điều răn. Cái đó là điều mà chúng ta phải học hôm nay. Cho nên Chúa là đấng phán xét, trong Kinh Thánh nó rất rõ rằng có đến tơ nhất đoạn 5 câu 10, bởi vì chúng ta thấy đều phải ứng hầu trước tòa án đấng đích, hầu cho nhận lãnh tùy theo điều thiện hay điều ác mình đã làm lúc trong xác thịt. Mặc dầu chúng ta người tin Chúa hay không tin đều bị Đức Chúa Trời phán, được Đức Chúa Trời phán xét để mà được để quyết định cho cái đời sống của chúng ta. Chúng ta tin Chúa, chúng ta được tha tội thì vượt quả sự phán xét đời đời trong ngõ ngục, được đến sự sống đời đời. Nhưng Ngài cũng phán xét những công việc chúng ta làm như thế nào đối với Chúa.
và những người thanh niên ở trung quanh chúng ta. Còn những người không tin thì Chúa nói gì trong Giăng đoạn 5 câu 28 câu 29 à? Khi Chúa Giêsu Christ trở lại, mọi người sẽ sống lại. Ai đã làm lành thì sống lại để được sống. Ai làm dữ thì sống lại để bị xét đoán. Chúng ta thấy những người không thờ phượng Chúa, Chúa nói phàm những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ giết người, kẻ dâm loạn, kẻ phù phép, kẻ nói dối, kẻ thờ tượng, tất cả mọi người đó là ở đâu? Phần chúng nói trong hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng. Đó là sự thế thứ hai trong Khải Huyền đoạn 21 câu 8. Mà bây giờ lý do tiếp theo chúng ta làm theo điều răn đó là vì cớ Chúa Giêsu Christ giáng sinh để chịu chết đền tội cho chúng ta. Chúng ta cảm tạ Chúa. Đây là một ơn cứu rỗi mà Đức Chúa Trời đã dành cho chúng ta. Vì chúng ta sẽ đi vào sự hư mất đời đời trong tội lỗi. Vì chúng ta sẽ bị hủy diệt vì cớ tội lỗi mà ma quỷ đã đem đến cho chúng ta. Nhưng Đức Chúa Trời yêu chúng ta, vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất và được sống đời đời. Chúa Giêsu đã giáng sinh và Ngài đã chịu đau khổ trước mặt Phi-lát, nói rất rõ nè. Và Chúa Giêsu đứng trước mặt đấng Ngài đã được làm chứng tốt trước mặt nơi nào, nơi Pôn-xô Phi-lát. Tại vì sao? Khi mà Chúa Giêsu Ngài đến, Ngài giáng sinh, Ngài giảng đạo, Ngài cứu người, Ngài làm phép lạ, Ngài đem nhiều người đau khổ được chữa lành, người chết được sống lại, người què được đi, những người mù được thấy, và nhất là những người ở trong sự tối tăm quyền lực ma quỷ phải giải phóng họ. Và những điều Chúa làm, Ngài là đấng Messia, Chúa Giêsu dân Ngài, có nghĩa là đấng Đức Giê-hô-va cứu rỗi là Giêsu, và Christ là đấng sức giàu Messia, và đến để làm với chức vụ giảng tin lành, rồi Ngài chết cho nhân loại, và Ngài sẽ là vua đời đời của thế giới này. Và khi Ngài đến lúc đó, khi trước mặt ông Pôn-xô Phi-lát, ông bắt Ngài đóng đinh, chúng ta thấy những người quân lính đến mà đóng đinh Chúa, bắt Chúa, những người Pha-ri-si, những người chống đối Chúa đưa đến Phi-lát, muốn ông Phi-lát đóng đinh Ngài. Nhưng mà ông Phi-lát này, ông nhìn Chúa Giê-xu và ông thấy Chúa Giê-xu không có một cái tội nào hết. Ông nói mọi người là thật, tôi không thấy người này có cái tội gì hết. Và có lần ông có hỏi Chúa Giê-xu rằng, ông nói Chúa Giê-xu có phải là vua dân Giu-đa không? Chúa Giê-xu đáp rằng thật như lời Ma-thi-ơ đoạn 27 câu 11. Bởi vì Chúa là vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa, và Ngài phải giáng trần để chịu chết đền tội cho chúng ta. Chúng ta biết ơn Ngài bởi vì đây là một đặc ân mà Chúa đã cứu chúng ta. Rồi có lần ông hỏi Chúa nữa, thì hỏi là nước của Chúa, thì Chúa nói rằng nước ta chẳng phải thuộc về thế gian, bởi vì Chúa là vua cai trị nước, Chúa là nước đời đời. Ngày hôm nay chúng ta xin Chúa Giêsu, chúng ta tâm mong Chúa sẽ trở lại để cứu chúng ta, đem chúng ta vào thiên đàng sống với Chúa. Nhưng Ngài sẽ trở lại thế gian này, Ngài làm vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa, cai trị một ngàn năm bình an. Và Ngài sẽ cai trị đời đời, vương quốc của Ngài đời đời dành cho những kẻ tin Ngài. Cho nên chúng ta cảm tạ Chúa. Chúng ta biết rằng Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời, là đấng cứu rỗi, là đến để tìm và cứu cả hư mất, và đến để chết và phó mạng sống Ngài cho chúng ta. Và Ngài cứu chuộc chúng ta, và Ngài muốn chúng ta thuộc về Ngài, một danh thắng thuộc về Ngài. Cho nên chúng ta phải biết ơn sự cứu rỗi của Chúa và làm theo điều răn của Chúa. Và điều nữa là chúng ta thấy chúng ta là con Chúa thì chúng ta thuộc về danh thánh, danh tế lễ, danh biệt riêng cho Chúa, thì phải sống một đời sống thánh. Bởi vì Chúa nói rằng nếu ai không nên thánh không thể thấy nước Đức Chúa Trời. Cho nên mình phải làm theo điều răn của Chúa chứ, phải không? Cho nên chúng ta phải dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh cho Chúa. Chúng ta biết ơn Ngài cứu chúng ta thì phải dâng cuộc đời để thánh sạch cho Chúa. Và Chúa nói rằng chúng ta phải thánh trong mọi cách ăn ở mình, và hãy nên thánh vì ta là thánh, trong Thi Thiên nhất đoạn 1 câu 15 đến câu 16. Và nếu chúng ta nói chúng ta yêu Chúa thì chúng ta thì giữ điều răn của Chúa. Chúa nói rằng nếu ai yêu lấy ta thì giữ điều răn của ta, Giăng đoạn 14 câu 15. Và điều răn của Chúa, Chúa nói là phải giữ điều răn, ở đây là mạng lệnh nha, là bắt buộc phải giữ. Và chúng ta không thể làm được, nhưng mà nhờ có Thánh Linh ngự trong lòng, chúng ta sẽ giúp chúng ta làm điều đó.
Cho nên bây giờ chúng ta sẽ làm được điều răn của Chúa thế nào? Làm sao tôi làm được? Tôi muốn làm điều răn Chúa để tôi được đẹp lòng Chúa, để tôi được gặp Chúa thiên đàng. Nhưng mà con người mình bất lực, nhưng mà chỉ Chúa Giêsu là đấng sẽ giúp mình. À, bây giờ con người không thể nhờ công đức việc lành. Người ta nói tôi tu công tích đức để tôi làm việc thiện, tôi được cứu. Nhưng mà Kinh Thánh nói rằng trên thế gian này không có một người nào không bệnh, dẫu một người cũng không. Là một người điều răn phạm một điều cũng là phạm hết 10 điều răn. Tức là con người nhân vô thập toàn. Bây giờ Kinh Thánh nói rất rõ là ấy là nhờ ân điển của đức tin mà nên được cứu. Vậy đó không phải đến từ anh em, mà là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc lành đâu, hầu cho không ai khoe mình. Ephesians đoạn 2, câu 8 đến câu 10, mình đọc mình sẽ thấy điều đó. Và mình cảm ơn Chúa rằng, Kinh Thánh nói rất rõ, ấy vậy luật pháp đã như điều Thầy giáo đã dẫn chúng ta đến với Đấng Christ, hầu cho chúng ta bởi đức tin và được tin trong mình. Galatians đoạn 3, câu 24. À, chúng ta nhờ tin Chúa Giêsu mà được xưng công bình, không phải nhờ đến điều răn. Và cái điều răn là một giao ước cũ để mà muốn con người làm, nhưng con người đã không làm được thì Chúa Giêsu đã đến để làm tròn điều đó qua sự chết của Ngài và sống lại của Ngài, để chúng ta được tha tội. Và chúng ta tin Chúa Giêsu thì bây giờ Ngài ngự trong lòng chúng ta, và điều răn của Chúa để giao ước mới đó chính là nhờ huyết Chúa Giêsu rửa sạch tội chúng ta, và nhờ Đức Thánh Linh ngự trong lòng của chúng ta sẽ tái tạo tâm lòng chúng ta để ghi cái luật pháp lời Chúa đó vào trong lòng của chúng ta, và để làm cho chúng ta làm được điều răn của Chúa. Ở trong giao ước mới của Chúa là giao ước là không phải về chữ, mà là giao ước về Thánh Linh. Vì chữ làm cho chết, nhưng Thánh Linh làm cho sống. Cô Đinh Tôn Nhất, đoạn 3, câu 6. Chúng ta đọc, chúng ta sẽ thấy. Cho nên ngày nay chúng ta muốn làm điều răn, thì chúng ta phải tin Chúa Giêsu là đấng cứu thế của mình trước, để được tha tội, được rửa sạch tội, và được huyết Chúa rửa sạch tội, được Thánh Linh ngự trong lòng, biến đổi cuộc đời này, thì tôi sẽ làm được điều răn của Chúa. Những lời Chúa dạy đó, Chúa sẽ giúp tôi để tôi bước theo lời của Chúa. Và cái sự đòi hỏi của Chúa làm điều răn đó là phải như thế nào? Làm điều răn Chúa thì phải làm một cách trọn vẹn. Ở đây nó rõ, phải giữ điều răn ở trong không vết tích, không chỗ tích được, cho đến kỳ sự hiện ra của Đấng Đức Chúa Giêsu Đức chúng ta. À, chúng ta thấy ngày hôm nay, cái chữ này có nghĩa là gì? Bây giờ chúng ta thấy có lời của Chúa điều răn thì luật lệ của Chúa nhiều lắm, mà ai cũng muốn làm theo được phước. Bởi vì Chúa nói Chúa ban phước cho những người kính sợ Chúa, những người cẩn thận theo điều răn, cho con cháu họ, phước cho những người kính sợ Đức Giê-va, đi trong đường lối Ngài, hay là những người yêu mến luật pháp Ngài, thì chính người đó được phước, mà con cháu dòng dõi đều được phước. Mà chúng ta thấy bao nhiêu phước hạnh Chúa hứa, nhưng mà làm sao Chúa nói với chúng ta vậy? Chứ biểu chúng ta là vậy, khá cẩn thận làm theo những điều răn luật lệ mạng định mà ta đã truyền cho ngươi ngày nay, phục truyền đoạn bãi của người. Nếu chúng ta nghe theo, chúng ta được phước, chúng ta được Chúa ban ơn, và chúng ta có Chúa trong lòng. Nếu các ngươi vâng giữ các điều răn ta thì sẽ ở trong sự yêu thương của ta, cũng như chúng ta đã ở trong sự yêu thương của Ngài. Ai muốn được Chúa yêu, ai muốn gần với Chúa thì hãy tin Chúa Giêsu là Chúa cứu mình, hãy dâng cuộc đời cho Chúa, Thánh Linh cai quản. Người đó phải làm theo điều răn của Ngài. Điều răn mà Chúa muốn chúng ta ngày nay là yêu Chúa và yêu nhau như Chúa yêu chúng ta. Đó là điều răn mà Chúa muốn chúng ta. Và Thánh Linh Chúa sẽ ban phước cho những người mà có Chúa, yêu Chúa vì sự yêu thương Chúa, mà yêu thương người khác là làm trọn luật pháp. Chúa nói rằng sự yêu thương là làm trọn luật pháp. Nếu mình không yêu người khác, làm sao mình nói mình yêu Chúa được? Kinh Thánh nói rõ cho chúng ta. Ở đây, tôi đọc cho quý vị thấy rằng, dân nhất mùng 4, ông 1, nếu chúng ta đã nhận đến ngày điều răn này, ai yêu Đức Chúa Trời thì cũng phải yêu anh em mình. Nếu chúng ta nói tôi yêu Chúa, tôi ghét người khác, là tôi nói dối, là tôi không có điều răn của Chúa đâu. Điều răn Chúa là phải yêu nhau như Chúa yêu chúng ta. Và bây giờ, Chúa nói, vì có thời gian ông follow, chúng ta thấy ông nói ông Timothée, bởi vì ông là một người trẻ, ông sống giữa một cái xã hội đầy tội lỗi, ông đang hầu vì Chúa, và ông là một sư được kêu gọi dân mình cho Chúa. Ông phải sống gương mẫu,
ông giảng đạo và ông phải làm theo lời của Chúa cách công tế ngay thật, và ông phải sống đời sống giữ được lẽ đạo chân lý mà ông đã học từ nơi Chúa, từ Phaolô dạy, và giáo lý về đức tin, sự cứu rỗi và sự thánh hóa, và giảng đạo của Chúa một cách giản dị, ngay thật, trung thành. À, như chúng ta nói thì chúng ta đã học những ngày trước là sống một đời sống theo đuổi sự nên thánh, hiến báu cho đức tin, thì đó ông phải làm, đó là những cái điều răn mà ông phải làm. Nhưng mà không phải đức tin nghĩa là gì? Cái chữ không phải tích này có nghĩa là theo cái nghĩa nguyên ngữ là gì? Là không có thiếu sót, không khuyết điểm, không sai lầm, không lầm lỗi, mà có nghĩa là không bị biến màu, không có dơ, không có trơn. Nhiều khi người ta có điều răn, người ta sửa lại một chút cũng là điều răn, mà không có làm đúng 100% theo cái ý của Chúa trong điều răn. Có nhiều cái giáo lý, nhiều cái tôn giáo sửa lại, nhiều giáo sư giả sửa lại và làm phai màu đi cái điều răn của Chúa. Cho nên đó là gọi là không có đúng. Bởi vì cái miễn phở không phải tích là phải cho trọn vẹn, không sửa lại điều răn của Chúa. Rồi, gì nữa? Không chữa tích được, có nghĩa là sống một cách trung thành, không có bị quở trách, trung tín cho đến ngày Chúa trở lại, giống như cái người quản gia trung tín cho đến ngày trở lại của người chủ của mình về nhà để được thưởng. Cho nên Chúa nói với chúng ta là phải giữ phàm làm việc gì cho nên đầm mầm và lưỡng lự, hồi cho nên mà giữa dòng dõi hung ác ngân nghịch được nên con cái Đức Chúa Trời, không viết không kỳ không chỗ tích được lại giữa dòng dõi hung ác đó, giữ lấy đầu sự sống chiếu sáng như đuốc trong thế gian cho đến nỗi tin ngài của Đấng Christ. Tôi có thể khoe mình rằng chẳng đã chạy vô ích và khó nhập lũng cầm. Philip đoạn 2 14-16. Chúng ta đang sách thế gian này đầy tội lỗi không á? Làm sao Chúa muốn chúng ta là không vết, không nhân, không chữa tích được, phải không? Phải tròn vẹn, giữ đức tin theo Chúa và sống thánh sạch với lời của Chúa. Dù ai không làm theo điều răn Chúa, chúng ta phải làm à? Vì chúng ta là con của Đức Chúa Trời, được mua bằng huyết Chúa Giêsu, và chúng ta cũng sẽ bị phán xét. Và chúng ta phải sống đời sống thánh thì mới gặp Chúa được. Người được vào thiên đàng là mặc huyết, được rửa sạch trong huyết Thiên Con, nhưng mà đồng thời cũng là một người mặc chiếc áo công bình, là được rửa sạch trong huyết Chúa. Nhưng mà áo công bình đó còn nghĩa thêm một nghĩa là phải làm theo lẽ thật công bình của Chúa, điều răn của Chúa. Bây giờ nói tiếp theo là điều cuối cùng, là người giữ điều răn của Chúa cho đến ngày Chúa đến. Trong Timothée nói rất rõ rằng Timothée nhất đoạn 6 câu 14 nói rằng thì giữ cho đến kỳ hiện ra của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Bây giờ chúng ta thấy sống thế gian này có nhiều sự cám dỗ, mà Chúa biểu chúng ta phải trung tín cho đến cuối cùng thì mới được thưởng. Hãy trung tín cho đến chết thì ngươi sẽ được ban cho mão thị thiên của sự sống. Hôm nay thế giới đầy sự cám dỗ, đầy thách thức, đầy những sự chống đối về Cơ Đốc giáo, đều những sự bắt bớ. Nhưng mà chúng ta làm sao để chiến thắng được? Chúng ta phải nhờ huyết của Đức Chúa Giêsu để chiến thắng. Bởi vì nhờ huyết Chúa rửa sạch tội con và nhờ huyết Chúa bao phủ con để đứng vững đức tin cho đến ngày Chúa trở lại. Và chúng ta thấy ở đây nhờ huyết trên con, bởi lời chứng của mình mà chúng ta thấy rằng những cái người đứng vững trong Chúa và làm chứng vì danh của Chúa, hy sinh vì danh của Chúa, thì họ đã được gặp Chúa, họ được đứng vững cho đến ngày gặp Chúa. Ở đây trong Kinh Thánh nói, trong Thầy Quyền 12 câu 17 nói gì? Thì nhịn nhục của các thánh đồ chứng giữ điều răn của Đức Chúa Trời và giữ lòng tin nơi Đức Chúa Giêsu Christ. Xin lỗi đoạn Thầy Quyền đoạn 14 câu 12. Ở đây là nói về những người tin Chúa, giữ điều răn Chúa, trung thành theo Chúa, giữ lòng tin nơi Chúa Giêsu không chối bỏ Ngài, đứng vững cho đến ngày cuối cùng, thì người đó chắc chắn sẽ được ở trong nước thiên đàng, được dự nước tiệc Chúa Thiên Con và sẽ được vinh hiển với Chúa và được sống với Chúa. Chúa nói rằng những người đó sẽ được đồng ngồi trên ngai cai trị với Chúa và sẽ hưởng vương quốc đời đời của Chúa là nước thiên đàng. Tóm lại qua bài học hôm nay, chúng ta thấy rằng chúng ta theo Chúa, chúng ta thờ phượng Chúa, chúng ta là con của Chúa, thì chúng ta phải có một đời sống biết rằng Đức Chúa Trời chúng ta là đấng yêu thương, đã tạo chúng ta tế trị và Ngài muốn ban phước cho những kẻ yêu mến Ngài, và Ngài cũng sẽ phán xét tất cả mọi người trên thế gian.
và đấng Chúa Giêsu Christ là đấng đã đổ huyết hy sinh để cứu chúng ta ra khỏi tội lỗi, hầu cho chúng ta làm con thánh của Ngài, thì chúng ta phải có lòng biết ơn đối với Chúa và chúng ta phải làm theo điều răn của Chúa và chúng ta phải sống một đời sống thánh sạch là con cái Đức Chúa Trời để mà đẹp lòng Chúa, là chúng ta phải thực hiện điều răn và tôn vào những lời dạy trong Kinh Thánh mà Chúa dạy chúng ta. Chúng ta không thể làm được điều răn tội vạn. Khi chúng ta bằng lòng tin Chúa thì Chúa sẽ giúp chúng ta. Chúng ta tin rằng Chúa Giêsu là Chúa Chúa ngự trong lòng chúng ta và chúng ta biết rằng ngày nay chúng ta sống không phải chúng ta sống nữa mà đấng Christ sống trong chúng ta. Ngài ban năng lực trong linh Ngài để giúp chúng ta làm theo lời Chúa, điều ra một cách trung tín cho đến cuối cùng, đó là giữ một cách trọn vẹn không biết thân nhân cho đến ngày gặp Chúa, thì chúng ta sẽ được cứu trọn vẹn ở trong vương quốc của Ngài đời đời. Và có một câu chuyện chúng ta thấy là ba bạn Hebrew phải không, và Daniel ở trong một đất nước Babylon đầy tội lỗi thần tượng. Nhưng mà khi vua cho họ đồ ăn, rượu vua ăn, vua uống và đồ ăn, đồ ngon vua ăn và rượu vua uống. Nhưng mà những người này họ quyết định trong lòng không chịu ô uế bởi đồ ngon vua ăn và rượu vua uống. Họ từ chối và họ bắt đầu sống một đời sống ăn uống giản dị vì có những đồ đó là đồ thần tượng, cúng lại thần tượng. Vì người Babylon trước khi họ ăn, họ uống, họ phải lại thần tượng, họ dâng cho thần tượng, họ biết ăn, họ uống. Và những cái điều đó đã làm ô uế cuộc đời của những người kính sợ Chúa. Đó là chống lại điều răn của Chúa và không làm. Rồi họ đã trung thành với Chúa, không quay lại tượng của vua Nebuchadnezzar. Đó là Hebrew phải bị quăng vào lò lửa. Đây là một thách thức cuộc đời của họ, nhưng Chúa đã chiến thắng để cùng giải cứu họ. Và người nữa là Daniel bị cấm không được cầu nguyện với Chúa của mình và không được thờ phượng Ngài. Về nhà ông làm gì? Ông sẵn sàng chấp nhận cái hình phạt tăng và hóa sư tử để ông quỳ xuống, mở cửa mỗi ngày ba lần quỳ xuống cầu nguyện với Chúa của mình và hướng về đền thờ Jerusalem cầu nguyện. Ông không sợ những cái người chung quanh bắt bỏ ông mà cũng không sợ hàng sư tử. Nhưng mà Đức Chúa Trời đã làm gì? Đức Chúa Trời Ngài đã bảo vệ Daniel và Ngài đã sai thiên sứ đi địch mồm sư tử để giải cứu ông. Chính ta ấy rồi chính Chúa cũng đi cùng với ba bạn Daniel trong hồ lửa. Chính Chúa đã ở cùng với những người là anh hùng đức tin này để giữ điều răn của Chúa cho đến cuối cùng. Bài học hôm nay cầu xin Chúa cho chính tôi và quý vị hãy yêu mến Ngài, hãy khao khát tìm kiếm Ngài và sống cho Ngài và giữ đức tin điều răn cho đức tin nơi Chúa Giêsu trọn vẹn cho đến ngày gặp Chúa để chúng ta được cứu. Nếu ai chưa tin Ngài, ai năng hãy tìm đến Chúa đi, hãy thờ phượng Chúa đi để được cứu rỗi và chắc chắn rằng Chúa sẽ ban thưởng, Chúa sẽ cứu những người tin Chúa làm theo những điều răn dạy dỗ của Ngài cho đến ngày Chúa Giêsu Christ trở lại. Amen. Xin chúng ta mỗi người đến với Chúa trong sự cầu nguyện, chúng ta hướng về Chúa, chúng ta xét lòng của mình. Chúa ơi, có điều gì con sống chưa làm theo lời của Chúa? Con có làm theo điều răn của Chúa mà con có giữ như lời Chúa nói rằng Chúa biểu con là hãy ở không vế tích, không chỗ tích được mà cho đến kỳ hiện ra của Chúa Giêsu đấy. Làm sao con làm được? Có cái gì sai con phải ăn năn. Xin Chúa thánh linh Ngài giúp con, xin Ngài thêm sức cho con. Vì Chúa giúp con, Chúa ban năng lực của Ngài, con làm được mọi sự nhờ Chúa ban thêm sức cho con. Xin Chúa giúp chúng ta, mỗi chúng ta cầu nguyện với Chúa trong giờ này. Tôi xin phép cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha yêu thương của chúng con, qua lời Chúa trong buổi tối hôm nay, con xin thánh linh của Ngài là thần của Đức Chúa Trời sẽ vận hành trong cuộc đời của con, mỗi ông bà anh chị em con để biết rằng Chúa đã cứu chúng con, Chúa đã mua chúng con bằng giá cao rồi, bằng chính huyết của Chúa Giêsu, con Đức Chúa Trời, để cho chúng con được ra khỏi nơi tối tăm đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài, được làm dân thánh trong biệt riêng của Đức Chúa Trời, được Chúa lựa chọn để hầu việc Ngài trên đất này. Chúa ơi, cho chúng con biết ơn Ngài và chúng con dâng cuộc đời này cho Chúa để làm cuộc đời sống mà thánh.
cho Chúa. Chúng con phải làm theo điều răn dạy dỗ của Chúa. Và điều mà Chúa muốn chúng con phải làm, đó là trước tiên là phải kính Chúa, thứ hai là phải yêu người. Chúa ơi, cuộc sống thế gian nhiều cám dỗ lắm, xin Chúa hãy tha tội cho con, mỗi người chúng con lý huyết này soi bôi tội chúng con, và ban quyền năng Thánh Linh cho chúng con, để chúng con có thể thực hiện được lời của Ngài, và chúng con yêu mấy Ngài, tuân tín giữ đức tin, cho đến ngày Chúa trở lại một cách không phải không nhân không tổ tích được, và cho chúng con hết lòng sống để rao giảng tin lành, đem người khác đến với Chúa, cho đến ngày Chúa Giêsu Christ trở lại. Cùng tạ ơn Chúa vô cùng, chúng con hết lòng hiệp ý cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Hãy vỗ tay cho vui lên với chúng ta, tự do khỏi đau khổ lo sợ. Mùa hạt hạt, hãy vỗ tay cho vui lên với chúng ta, tự do khỏi bao khổ đau. Giêsu, Giêsu, sự tôn vinh trao vấn đến cả trong nơi tận cõi vinh cửu sẽ thấy ở trong mỗi mình con đây. Vui lên với chúng ta, tự do khỏi đau khổ lo sợ. Mùa hạt hạt, hãy vỗ tay cho vui lên với chúng ta, tự do khỏi bao khổ đau. Giêsu, Giêsu, sự tôn vinh chân thật đến cả trong nơi tận cõi vinh cửu sẽ thấy ở trong mỗi miền con đây. Chúng ta tự do khỏi đau khổ lo sợ. Mùa hạt hạt, hãy vỗ tay cho vui lên với chúng ta, tự do khỏi bao khổ đau.